Như vậy là không cần phải chờ đợi quá lâu thì ngay trong tháng 8 này, tất cả những người dùng máy vi tính ở Việt Nam đều đã có cơ hội được trên tay những sản phẩm tốt nhất của AMD trong năm 2019 này. Và mình có thể lấy ví dụ cơ bản như là chiếc Ryzen 7 3700X mà mình đang có ở đây, hay là chiếc card màn hình RX 5700XT. Và hẳn các bạn có nhớ thì trong video lần trước bọn mình đã cho 3700X chạy thử với bộ phần mềm làm việc của Adobe và cái kết quả nó mang lại khá là khả quan. Điều này cũng chỉ ra rằng là nếu ai đang có ý định mua một dàn máy đa năng giá rẻ thì hoàn toàn có thể để ý đến 3700X như một lựa chọn tối ưu trong tầm giá của nó. Tuy nhiên nếu mà xét về mục đích sử dụng chính thì làm sao? Ở CES 2019 thì AMD đã nói rõ rằng là đây là một chiếc CPU được đặc chế dành riêng cho game thủ và họ cũng show ra một cái banner khá lớn nói rằng là đây là chiếc CPU tốt nhất mà game thủ có thể mua được ở trong tầm giá đó. Vậy thì 3700X thể hiện trong game như thế nào? Bọn mình cũng sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video này. Với chủ đề của video như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không chỉ có riêng chiếc CPU Ryzen 7 3700X hay là chiếc card màn hình RX 5700XT mà chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả linh kiện để lắp thành một bộ máy. Để các bạn cùng xem là ngoài hiệu năng thì số tiền mà các bạn cần phải chuẩn bị để xây dựng một dàn máy thuần AMD cao cấp trong năm 2019 này sẽ là như thế nào. Giống như những video xây dựng cấu hình khác thì thứ đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà chúng ta sẽ đề cập đến đó chính là chiếc CPU. Và với Ryzen 7 3700X thì hẳn các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Đó là sản phẩm được Hà Nội Computer UI cho lên sóng rất nhiều, từ những buổi livestream cho đến cả những bài phân tích chi tiết. Tuy nhiên để tiện cho những bạn nào chưa có thời gian xem hay đơn giản là mới đến với Hà Nội Computer lần đầu thì mình sẽ nhắc lại thông số cơ bản của 3700X. Đây là CPU chủ lực của AMD trong phân khúc tầm trung năm nay khi nó có 8 x 16 luồng chạy ở tốc độ cơ bản 3.6GHz và tối đa thì có thể đạt đến 4.4GHz. Bộ nhớ đệm tổng cộng lên đến hơn 36MB. Và ấn tượng nhất là với tất cả những thông số kể trên thì TDP của 3700X theo công bố chỉ có 65 W mà thôi. Đây là con số khá lý tưởng khi nếu dựa vào đấy thì các bạn sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc chọn tản nhiệt. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là đối tượng chính mà chiếc CPU này hướng đến đó chính là các bạn streamer hay là bất kỳ ai đang có ý định khởi nghiệp trên những nền tảng trực tuyến lớn của Việt Nam như là Facebook hay là YouTube. Và ngoài ra thì nó còn cực kỳ phù hợp với những bạn nào đang là game thủ của những trò chơi có cái mức ăn CPU khá là nhiều như là GTA 5 hay là Shadow of the Tomb Raider. Và khi đi kèm với chiếc card màn hình RX 5700XT mình đang có ở đây thì nó hoàn toàn có thể đem lại những cái trải nghiệm vô cùng tốt. Tiếp đến thì hãy nói về 5700XT. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản thiết kế gốc của AMD và đến từ chính AMD luôn. Như các bạn đã thấy thì trên chiếc card này không có bất kỳ logo của một hãng nào khác cả. Và đây là phiên bản cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam khi chỉ có những ai nhanh chân đặt hàng trong đợt đầu tiên thì mới có cơ hội sở hữu. Các hãng quen thuộc như là MSI hay là Asus cũng đã có những cái bản rep như thế này nhưng ở vị trí logo của AMD thì nó sẽ là logo của MSI hay là Asus cơ. Trở lại với phiên bản nguyên gốc này thì chúng ta có một cái thiết kế tản lục dốc đặc trưng và điều này thì ngày xưa cả AMD lẫn Nvidia đều làm. Tuy nhiên riêng đối với Nvidia thì có lẽ họ đã chấm dứt sử dụng thiết kế tản lục dốc này kể từ năm 2016. Khi tất cả những chiếc card nguyên bản của Nvidia đã chuyển sang thiết kế hai quạt với hình dạng case vuông vắn mà chúng ta hay gọi vui là bếp gas. Có người khen đẹp, có người chê xấu nhưng theo ý kiến của mình thì thiết kế tản lục dốc này vẫn có cái gì đấy chất hơn. Lý do tại vì nó đem lại cho người sở hữu cảm giác rất khó tả. Công nhận là trông có thể không hào nhoáng thật, nhưng chính cái thô sơ nguyên bản như thế này nó lại là thứ đánh dấu các bạn là một trong những người đầu tiên mua được chiếc card này tại thời điểm nó ra mắt. Cảm giác này thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào tìm thấy khi mua những phiên bản custom được. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với 3700X và 5700XT trong phần test game, tức là phần sau của video. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các linh kiện khác, mình nghĩ chúng cũng khá là hấp dẫn. Về bộ nhớ trong thì như các bạn đã thấy, mỗi lần thì chúng mình đều mang đến những cái tên khác nhau và chúng đều là những sản phẩm nổi bật trong khoảng thời gian video được lên sóng. Chiếc RAM này đã từng có thời gian xuất hiện trên livestream gần nhất cũng như là có một bài mở hộp riêng trên trang news. Dòng core của AVC thì là tiên phong trong việc mang đèn LED lên RAM tại thị trường Việt Nam khi nó là độc tôn trong những năm 2015-2016. Sau này khi các hãng lớn cũng đổ xô làm những sản phẩm tương tự thì cái tên này đã có vẻ bớt hot đi một chút. Tuy nhiên thì AVC Core Series vẫn là một trong những dòng sản phẩm có lượng bán ra tốt nhất tại hệ thống của HNC. Và sau gần 4 năm thì lần đầu tiên AVC đã thay đổi thiết kế sản phẩm chủ lực của mình cho phù hợp với thời đại hơn khi trang bị cho nó một ngoại hình mới với những đường nét dứt khoát mạnh mẽ và màu sắc của tản nhiệt cũng đã thay đổi sang màu xám nòng súng trông hiện đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên điểm nổi bật của thanh RAM này không chỉ dừng lại ở những nâng cấp về mặt ngoại hình. Các linh kiện cấu thành của nó cũng rất đáng chú ý khi có phần bảng mạch đã được cải thiện về chất lượng hơn rất nhiều và có độ hoàn thiện cao hơn hẳn so với phiên bản cũ. Bọn mình cũng đã có một bài viết riêng về thanh RAM này ở trên trang tin tức của Hà Nội Computer. Và nếu bạn nào đang cần tìm hiểu thêm về thông số hay là tham khảo thêm về hình ảnh của thanh RAM này thì hoàn toàn có thể lên đấy để đọc thêm. Và bạn có bất kỳ bình luận hay là thắc mắc gì thì hoàn toàn có thể để lại phần bình luận ở trên trang tin đó luôn. Thì bọn mình sẽ cố gắng tổng hợp và trả lời các bạn nhanh nhất có thể. Như vậy là chúng ta đã có CPU, Vega và RAM rồi. Thì vậy tất cả những linh kiện này chúng ta sẽ lắp lên đâu? Riêng là một chiếc bo mạch chủ rồi và ở đây thì mình có một chiếc X570 Gaming X đến từ Gigabyte. Nhãn hiệu Gaming X sẽ thay thế cho những cái tên như là Gaming G1 hay là G1 Sniper trước đây của Gigabyte trong phân khúc gaming tầm trung. Cá nhân mình thì không hiểu tại sao Gigabyte lại quyết định đặt một cái tên dễ gây tranh cãi như vậy. Thật ra là để nguyên là Gaming G1 hay là G1 Sniper thì vẫn không sao đúng không ạ? Nhưng bây giờ lại là Gaming X trong khi vẫn giữ nhận hiện thương hiệu là con mắt máy như cũ, thật sự là khó hiểu.
Tạm bỏ qua những bối rối trong việc đoán xem rằng là Gigabyte đã nghĩ gì khi đặt tên sản phẩm của mình như vậy, thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng là đây là một chiếc bom mạch chủ có ngoại hình rất là khá. Mặc dù là nó là một trong những sản phẩm rẻ nhất của Gigabyte trong dòng X570 khi có giá chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Chiếc bom mạch chủ này vẫn có một tông đen khá là ngầu và được trang trí bằng những họa tiết màu xám cùng dàn chai inao, tản VRM đầy đủ và miếng chặn sau được lắp sẵn. Đặc biệt nhất là nó chỉ có một đầu nguồn 8 pin dành cho CPU thôi chứ không phải là 16 pin như các bạn vẫn thấy trên những bản X570 thông thường khác. Nhiều người thì chê nó ở điểm này, nhưng cá nhân mình nghĩ thì đây là một nước đi thông minh của Gigabyte, khi thực tế vẫn sẽ có một bộ phận người dùng không bao giờ dám đụng vào chức năng ép xung hay là đi quá giới hạn với những món đồ công nghệ của mình. Họ không cần một chiếc men quá cao cấp hay hoành tráng mà chỉ cần một cái gì đó bền bỉ, có thể khai thác được qua một thời gian dài và đặc biệt nhất là dễ lắp đặt. Và lời khuyên của mình khi các bạn mua chiếc bom mạch chủ này là chỉ nên chạy các CPU từ 3800X trở xuống thôi, và dĩ nhiên là chạy ở mức xung mặc định, tất cả là vì sự an toàn của các bạn. Nhắc đến an toàn thì để đảm bảo cho nhiệt độ của chiếc 3700X luôn luôn trong trạng thái tốt nhất, chiếc tản nhiệt All-in-One NZXT Kraken X52 sẽ là lựa chọn đáng chú ý dành cho các bạn trong tầm giá dưới 4 triệu đồng. Đây là khoản đầu tư thêm mà các bạn có thể lựa chọn mua, không mua tùy ý. Về cơ bản thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tổng thể hiệu năng của dàn máy này. Tuy nhiên theo mình thấy thì nếu đang có điều kiện tài chính dư giả thì một chiếc tản nhiệt X52 sẽ giải quyết khá nhiều vấn đề cho các bạn, từ mặt hiệu năng đến ngoại hình cũng như là sự tự tin khi sử dụng. Vẫn là thiết kế xuyên suốt của NZXT trong những năm gần đây. Đơn cử như phần bơm kèm block được hoàn thiện bởi lớp kính trong suốt ở mặt trên để lộ ra logo của hãng. Phần logo này thì có khả năng phát sáng RGB với hiệu ứng vòng tròn khá nổi bật ở ngay vị trí được chú ý nhiều nhất của dàn máy. Theo chia sẻ thì NZXT Kraken X52 năm nay sẽ được trang bị một bộ bơm cho khả năng vận hành êm ái hơn và có thể được điều khiển qua phần mềm cam giúp các bạn theo dõi được nhiệt độ của CPU cũng như bản thân chiếc tản luôn. Và đây là nâng cấp khá đáng giá so với những thế hệ tiền nhiệm, khi giờ đây người dùng hoàn toàn có thể chủ động trong việc phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào trong hệ thống máy tính của mình. Tiếp theo là đến vỏ cây thì ở đây chúng ta có chiếc NZXT H510 Elite. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc H500 trước kia. Và nếu mà nói đến H500 thì hẳn các bạn có nhớ, nó được ưa chuộng bởi vì là thiết kế rất thông minh và là một trong những chiếc vỏ cây có thể dễ dàng lắp đặt các loại tản nhiệt nhất trong thời điểm nó ra mắt. Và H510 Elite vẫn tiếp tục những ưu điểm đấy, đồng thời mang lại một số cải tiến như hỗ trợ slot dựng cạc, mặt kính phía trước, hai quạt lớn 140mm RGB chất lượng cao và đặc biệt là Smart Device, thiết bị giúp đồng bộ các hiệu đứng LED giữa các linh kiện trong hệ sinh thái của NZXT. Và chỉ tính riêng hai món là combo quạt RGB và Smart Device thôi, khi mua lẻ cũng có giá hơn 2 triệu rồi. Thế nên là NZXT H510 Elite có thể coi là một món hời dành cho những ai muốn trải nghiệm cao cấp. Và dĩ nhiên là với tư cách là một sản phẩm mới thì xung quanh H510 Elite vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về mặt trước của nó. Có một số ý kiến cho rằng là làm như vậy sẽ mất chất và trông rẻ tiền hơn vân vân và vân vân. Nhưng mà như các bạn đang thấy trên video đây thì mọi chuyện không đến nỗi tệ như thế. Và bộ vỏ của chúng ta vẫn toát lên một vẻ tao nhã sang trọng đặc trưng của NZXT không lẫn vào đâu được. Cuối cùng thì chiếc nguồn mình chọn cho cả dàn máy này đó là chiếc LFP Hyro Series HD700. Vì chiếc nguồn này thì nó đã có một vài lần xuất hiện trên các video trước của HNC rồi, nên mình sẽ chỉ đơn giản là nhắc lại một vài thông số kỹ thuật cơ bản của nó. Đây là một bộ nguồn single rail nằm trong phân khúc trung cấp của LFP với công suất đầu ra tối đa đạt 700W, thỏa mãn các tiêu chuẩn 80 Plus Bronze, đồng thời sở hữu hàng loạt các công nghệ bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện tại. Nó có đường dây 24 pin được bọc dù và những đường khác được hoàn thiện kiểu cán dẹt, đồng nhất màu đen. Lợi ích của việc này là khi đi dây nó sẽ cho cảm giác thẩm mỹ cao hơn rất nhiều so với chiếc nguồn giá rẻ vẫn còn sử dụng dây màu để phân biệt các loại với nhau. Và về hiệu năng thì chiếc nguồn này hoàn toàn đủ khả năng để gánh vác 3700X cũng như là 5700XT. Đây cũng là mức mình khuyên các bạn nên chọn khi các bạn quyết định mua hai sản phẩm kể trên. Ok, giờ đến phần test game thì đây là phần luôn được các bạn game thủ chờ đợi nhất. Và những tựa game mình chọn ngày hôm nay sẽ bao gồm là CSGO, PUBG, Shadow of the Tomb Raider, Devil May Cry 5 và GTA 5. Cái setup mà bọn mình sử dụng thì ngoài cái cấu hình mình vừa giới thiệu ở trên thì sẽ bao gồm một màn hình Full HD, bản Windows sử dụng là bản 1903 và bộ driver dành cho cả màn hình là bản 19.8.1 đến từ AMD. Ngoài ra thì bọn mình sẽ sử dụng thêm phần mềm quay màn hình mặc định của Windows là Windows Game Bar. Và có một điều cần đáng chú ý ở đây, đó chính là mặc dù là hàng chính hãng của Microsoft thì Windows Game Bar khi sử dụng nó vẫn sẽ làm giảm quy của các bạn đi xuống khoảng 10%, và đây cũng sẽ là con số xê dịch với bối cảnh sử dụng thực tế của các bạn hàng ngày. Mở màn chúng ta có DMC 5, đây là tựa game hành động chặt chém góc nhìn thứ ba rất đình đám vừa ra mắt vào đầu năm nay. Đây là một trong những cái tên mình rất ưa thích mỗi khi chúng ta cần kiểm tra hiệu năng khi chơi game. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì mọi hiệu ứng đã được mình đẩy lên mức tối đa và upscale lên 200%. Số khung hình trên dây vẫn ở mức rất cao, loay quanh vào khoảng từ 115 đến 120 FPS. Những khung cảnh ít quái chỉ chạy không ngoài đường có khi lên tới 165 FPS, và ngay kể khi nhảy vào combat thì với số lượng quái tràn ngập màn hình thì số khung hình rớt xuống thấp nhất cũng chỉ ở mức 78 đến 80 FPS. Những bạn nào đang muốn tập luyện và tiêu chuyển những chú thức mãn nhãn trong DMC 5 hẳn sẽ rất thích điều này. Và những con số trên ngoài chỉ rõ sức mạnh của 3700X và 5700XT thì còn thể hiện sự chăm chút của Capcom dành cho DMC 5 khi hãng đã dành thời gian tối ưu hóa của mình trên nền tảng Windows rất là lâu. Và đây là một trong những lý do khiến tựa game này đến thời điểm hiện tại đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn cầu, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau của toàn series.
Cái tên tiếp theo chính là CSGO, chắc hẳn cũng rất quen thuộc với anh em yêu thủ Việt Nam. Nó cũng là cái tên mới nhất trong series bắn súng kinh điển huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Và nó cũng là nguồn cơn của cái trào lưu sản xuất ra những chiếc màn hình có tần số quét cao trên toàn thế giới. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi thành tích của trò chơi phụ thuộc rất nhiều vào phản xạ và kỹ năng cá nhân của từng người. Thế nên là ai cũng muốn có được lợi thế nhất định cho đối thủ, dĩ nhiên là vẫn phải đúng luật. Và một chiếc PC đủ tốt cùng một chiếc màn hình có tốc độ phản hồi nhanh sẽ là thứ đáp ứng được nhu cầu đó. Không nằm ngoài dự đoán thì 3700X cùng 5700XT đã làm rất tốt ở tựa game này khi cho tối đa lên đến gần 300 khung hình trên giây. Lúc thấp nhất cũng chỉ là hơn 100fps và tính trung bình ra thì rơi vào khoảng 240 khung hình trên giây. Nên là với cấu hình này thì nếu có điều kiện các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sắm sửa những chiếc màn hình có tần số quét cao lên đến 240Hz mà không cần lăn tăn gì nhiều. Ở vị trí thứ 3 thì chúng ta có PUBG bản PC. Mình không hy vọng một trò chơi được đặc chế cho những chiếc cạc màn hình của Nvidia sẽ thể hiện tốt trên một cấu hình toàn đồ AMD như thế này. Nhưng cũng khá bất ngờ khi để thiết lập Ultra trên màn hình Full HD thì trải nghiệm vẫn rất tốt. Chúng ta có mức FPS trung bình rơi vào khoảng 122, mức 1% lâu cũng chỉ tụt xuống khoảng 89. Ở vị trí thứ 4 thì không gì khác ngoài GTA 5, đây là cái tên vàng trong làng ăn nhân CPU. Nói như vậy là bởi vì là ngay ở trạng thái mặc định thì trò chơi này đã yêu cầu CPU rất cao rồi. Nhớ lại vào thời điểm năm 2015 khi mới được mở bán trên Steam thì bọn mình đã chứng kiến rất nhiều anh em đến mua máy chỉ để có thể chơi được trò chơi này. Và lựa chọn khi ấy của mọi người thường là Core i5-4460 hoặc là i7-4770, những con CPU thuộc hàng đỉnh thời bấy giờ. Trái với phiên bản tiền nhiệm thì Rockstar đã tối ưu hóa rất tốt cho tựa game này khi một chiếc máy không mạnh lắm, nếu để mức setting phù hợp thì vẫn có thể lết lên đến 60 khung hình trên giây. Tuy nhiên nói như vậy là không phải để các bạn coi thường nó, mà hiện tại sau 4 năm, số lượng bản mod và cộng đồng làm ra cho GTA 5 là rất nhiều với hàng loạt những nâng cấp về đồ họa cũng như nội dung. Và yêu cầu về phần cứng của tựa game này vì thế cũng trở nên vô hạn. Ở đây thì mình chỉ có thể kiểm tra ở mức cơ bản mà thôi. Tại mức setting cao nhất, chúng ta có 120 khung hình trên giây là tối đa, drop thấp nhất là 81 và trung bình là đạt 115fps. Cuối cùng hãy đến với Shadow of the Tomb Raider. Để đánh giá thì bản thân mình cảm giác đồ họa của game này không tạo được ấn tượng sâu sắc lắm, không đủ sức để khiến mình cảm thấy thán phục hay là phải dành hàng giờ để ngắm nhìn hay khám phá gì cả. Ấy vậy mà nó vẫn khiến những dàn máy cấu hình khủng phải vã mồ hôi mới chạy được. Không hiểu ra là do port dở hay là như nào. Nhưng thôi, tạm bỏ qua những suy đoán thì chúng ta có mức FPS trung bình đạt khoảng 73. Cao nhất khi vào trong nhà hay là những phân cảnh ít hiệu ứng thì lên được 110, còn drop thấp nhất là xuống 51. Từ những kết quả trên thì mình có thể đưa đến kết luận đó là nếu để chơi game thì một dàn máy full đồ AMD như thế này là hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu của các bạn, kể cả game offline hay là game eSport. Tất nhiên là đối với những bạn nào đang là game thủ của những trò chơi có quan hệ đối tác với Nvidia hoặc là Intel thì các bạn có thể hoàn toàn xem xét ra cấu hình khác cũng được, bởi vì những trò chơi đó thì nó sẽ tối ưu hóa được cho những cái nền tảng của Intel hay là Nvidia. Còn tuy nhiên, đối với những ai mà đang muốn cho mình một dàn máy đa năng có thể làm được nhiều việc, khai thác ở lâu dài và dễ dàng nâng cấp thì một dàn máy như thế này là một điều các bạn nên xem xét. Và mình sẽ để mô tả phần dưới video để các bạn tiện theo dõi. Tuy nhiên khác với những lần trước thì điểm đặc biệt của đường link này là các bạn hoàn toàn có thể tương tác được với nó. Ví dụ nếu muốn điều chỉnh cho dung lượng RAM thấp hơn hay muốn đổi sang hãng nguồn khác hay là muốn đổi sang hãng main khác vân vân và vân vân thì hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được cho phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của mình. Cuối cùng thì các bạn nghĩ sao về dàn máy này? Với những gì nó thể hiện thì nó có xứng đáng nằm trong list mua sắm của các bạn trong hè năm nay hay không? Thì hãy để lại cho mình ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!